Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều hoạt động kinh tế, kinh doanh gặp khó khăn, nên nhiều người đã nghĩ cách kiếm tiền bằng các hình thức online. Nếu như tiền ảo có quá nhiều rủi ro và không chắc chắn, thì kênh đầu tư chứng khoán đang trở thành điểm đầu tư hấp dẫn, thu lời cao khi liên tục chứng kiến thị trường tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Số lượng nhà đầu tư cá nhân đăng ký tăng vọt trong thời gian qua là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đầu tư chứng khoán không phải chỉ dựa vào may mắn mà phải có sự nghiên cứu, đầu tư, phân tích và đánh giá thị trường. Những điểm lưu ý trong thị trường chứng khoán là gì? Các giảm thiểu rủi ro ra sao, nhất là với người mới tham gia? Thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ Lê Đức Khánh, chuyên gia phân tích chứng khoán, kinh tế để trao đổi về vấn đề này. Đầu tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời đến với trường quay ngày hôm nay ạ. Chào MC. Dạ vâng ạ. Thưa ông, như chúng ta đã chia sẻ thì trong cái thị trường kinh tế khó khăn như năm vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì có lẽ rằng là nó đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống kinh tế của người dân. Và cái điều đặc biệt đó là thị trường chứng khoán Việt Nam thì lại tăng mạnh trong hai cái năm vừa qua. Và lý do gì khiến cho thị trường chứng khoán lại tăng mạnh như vậy ạ, thưa ông? Có thể nói rằng là trong 21 năm ra đời thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy vô vàn có khoảng tầm 3 cái con sóng chứng khoán rất là lớn. Dạ. Và đến cái nguồn gốc dẫn đến cái con sóng chứng khoán đấy lớn là đến từ các chất xúc tác. Ví dụ như là khi chúng ta tham gia vào WTO chẳng hạn, chúng ta thấy là con sóng chứng khoán của 2006, 2007, sau đó là những năm mà cổ phần hóa, rồi sau đó là đợi làn sóng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, chúng ta có con sóng chứng khoán 2016 và 2018. Thì năm 2020 và 2021 thì chúng ta có thể nhìn thấy hai lý do chính dẫn đến cái con sóng chứng khoán rất là lớn đến hiện nay, đó là cái chính sách tiền tệ gọi là chưa từng có trong tiền lệ. Chúng ta nhìn thấy là câu chuyện thế giới, các ngân hàng trung ương trên thế giới, ngân hàng trung ương Việt Nam, ngân hàng nhà nước đã giảm lãi suất, kích thích, hỗ trợ kinh tế. Và một cái nguyên nhân sâu xa hơn và chúng ta cũng đang thấy là đại dịch Covid đã vô hình chung nó tạo cho cái môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư cũng như là nền kinh tế Việt Nam vào một trong cái hoàn cảnh đặc thù, tức là nền kinh tế Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam trước đây là một thị trường chứng khoán có quy mô rất là nhỏ. Bây giờ chúng ta thấy là khi mà có số lượng làn sóng tiền rẻ cũng như là chúng ta không nhìn thấy một cái kênh đầu tư hấp dẫn hơn tham gia thì kênh đầu tư chứng khoán lại nổi lên là một kênh đầu tư hấp dẫn và thu hút các nhà đầu tư hơn. Về chính sách tiền tệ nới lỏng, tiền rẻ, rồi chúng ta thấy là các nhà đầu tư cũng không tìm thấy cái kênh đầu tư nào hấp dẫn hơn chứng khoán. Vô hình chung chúng ta lại là một cái nền kinh tế, thị trường chứng khoán mà đang phát triển thì lại vào một cái cú gọi là chúng ta gọi là một sự kiện thiên nga đen đã khiến cho thị trường chứng khoán không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới thành hấp dẫn hơn cả, và dòng tiền ào ạt chảy vào thị trường chứng khoán, thanh khoản thị trường. Trước đây chúng ta nhìn thấy 2-3 nghìn tỷ, 5 nghìn tỷ một phiên đã thấy kinh khủng rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy chỉ một phiên đã thấy hơn 30 nghìn tỷ. Vâng. Chỉ trên đứng trên sàn HO mà thôi. Vâng ạ, đúng là như thế. Và khi mà chúng tôi cũng trò chuyện về những cái câu chuyện này với các bạn bè của mình thì mọi người có nói rằng là những người chơi mới hoặc là người trẻ tại Việt Nam khi mà chơi chứng khoán thì có một cái câu nói để tôi nhớ rõ, đó là đu lãi thì khó. Ừ. Thế nhưng mà gánh lỗ thì lại rất là cố gắng. Và chính vì vậy mà khi mà mọi người lựa chọn cái đầu tư ngắn hạn như vậy thì thường là thua thì nhiều mà lãi thì ít. Liệu thì đây có phải là một trong những cái tồn tại của những người chơi mới về chứng khoán tại Việt Nam không ạ? Thực ra thì khi tiếp xúc với hàng chục, hàng nghìn các nhà đầu tư khác nhau thì tôi thấy rằng là các nhà đầu tư mới thường là chúng ta họ chưa có kinh nghiệm tham gia thị trường, họ cũng chưa có tư duy và phương pháp tiếp cận đúng, cũng như là họ vẫn chưa hiểu tại sao rằng là cổ phiếu thị trường tăng giá mà chỉ quan trọng nhất là họ quan tâm là cổ phiếu nào đang tăng giá và họ nhìn thấy các cơ hội và lúc đó họ nhảy vào, họ đầu cơ cổ phiếu. Do vậy thì với những cái nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán, chúng ta phải có một cái tư duy và phương pháp tiếp cận thực sự là đúng đắn, tức là chúng ta nhìn thấy là thị trường chứng khoán nó là một cái thị trường mà chúng ta có vừa kết hợp những hoạt động đầu tư và các hoạt động đầu cơ. Đâu đó thì nếu mà chúng ta mới tham gia thị trường, chúng ta nên trải nghiệm đã. Để chúng ta cứ tham gia thị trường với số vốn nhỏ thì chúng ta vẫn cứ tham gia, và đặc biệt vẫn là cái câu chuyện là chúng ta có lãi đôi chút là chúng ta sẽ bán ngay. Dạ. Và trong khi lỗ thì chúng ta vẫn phải mong chờ đến khi nó hồi lại mới chúng ta mới bán. Do vậy thì tôi nghĩ rằng là tư duy và phương pháp tiếp cận đối với nhà đầu tư mới là cái quan trọng trước khi mà chúng ta đi vào tham gia vào nghiêm túc hơn, quy mô số lượng tiền lớn hơn, thì lúc đó qua thời gian thì chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn. Vâng ạ, và đúng như ông chia sẻ, đó là khi mà mọi người tham gia vào thị trường chứng khoán thì đôi khi là mọi người mới có cái sự trải nghiệm thôi và chưa có nhiều kinh nghiệm này, chưa có nhiều tìm hiểu và am hiểu về thị trường chứng khoán. Và cũng có rất là nhiều người thắc mắc rằng là cần bao nhiêu tiền thì mới có thể tham gia vào thị trường chứng khoán, và có những cái điểm lưu ý gì để không mất tiền ạ?
Thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng đầu tiên đó là chúng ta phải bắt đầu càng sớm càng tốt. Dạ. Đấy, tại vì với những cái chúng tôi đã có trao đổi với rất nhiều các bạn trẻ, các nhà đầu tư mới thì rõ ràng là nếu chúng ta đã tham gia vào thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, chúng ta phải bắt đầu sớm càng tốt, và ngay kể cả chúng ta chưa có tiền. Đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu đã. Rồi sau đó khi mà chúng ta có tiền, chúng ta có những cái chiến lược đầu tư theo tính cách là định kỳ. Một tuần, một tháng chúng ta giải ngân từng đồng vốn nhỏ một, tức là chúng ta giải ngân định kỳ và chúng ta tích lũy. Khi chúng ta đó có đủ kinh nghiệm, chúng ta có đủ trải nghiệm hơn, lúc đó chúng ta sẽ đầu tư với quy mô lớn hơn. Và lúc đó nếu chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn nữa thì chúng ta có thừa kết hợp vẫn việc là đầu tư giá trị với tầm nhìn dài hơi hơn. Và bên cạnh đó là chúng ta sẽ kết hợp những hoạt động về đầu cơ, giao dịch ngắn hạn. Do vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy bắt đầu sớm với quy mô chúng ta, ngay kể cả chúng ta chưa có tiền, kể cả chúng ta có ít tiền, chúng ta hãy bắt đầu sớm và chúng ta phải có cái sự trải nghiệm. Thì khi kinh nghiệm càng lên rồi chúng ta tích lũy thêm thì tại vì về bản chất là khi mà chúng ta đầu tư đúng hướng thì rõ ràng là chúng ta có thể là nắm giữ trong thị trường lâu hơn và chúng ta không cần phải giao dịch ngắn hạn. Chính cái việc mà giao dịch với tần suất lớn là liên tục, sử dụng đòn bẩy liên tục hoặc là chúng ta ra vào liên tục thì dẫn đến một cái rủi ro cao hơn. Còn nếu chúng ta mua và với tầm nhìn dài hơi hơn, coi như đó là một cái cuộc đầu tư mà chúng ta với cái view dài, chúng ta hiểu được cái am hiểu về giá trị của doanh nghiệp thì rõ ràng là cái cơ hội mà tránh mất vốn của chúng ta sẽ giảm thiểu rủi ro. Do vậy thì trong thị trường chứng khoán tôi vẫn nghĩ rằng là nên coi là cái rủi ro thấp nhưng lợi nhuận nhận cao. Vâng ạ, nhưng mà không phải là ai cũng có đủ cái sự đi đúng hướng, có đủ sự am hiểu về thị trường chứng khoán hay là hiểu sâu về tất cả những cái cổ phiếu mà mình đầu tư để mà có thể mang lại một cái lợi nhuận lớn. Hầu như mọi người hiện nay khi mà tham gia vào thì đều là những người mà họ cần phải có sự hướng dẫn, phải có sự dẫn dắt. Và thưa ông, chính vì thế mà đôi khi mà thị trường đang tăng trưởng mạnh thì họ sẽ dễ có lợi nhuận, và từ đó thì sau này khi mà thị trường có những cái sự đảo lộn mạnh mẽ thì có thể là sẽ dẫn tới những cái dự đoán sai lầm, những cái phán đoán sai lầm. Điều này có thường thấy không ạ? Thực ra thì từ lâu nay thì trong khoảng 5-10 năm chứng kiến các nhà đầu tư trên thị trường thì tôi thấy rằng là cái này xảy ra nhiều hơn. Dạ. Tuy nhiên càng ngày tôi càng thấy rằng thị trường chứng khoán trở nên một cách là chuyên nghiệp hơn. Các nhà đầu tư cũng chịu khó tìm hiểu, tìm tòi hơn. Và họ chúng ta thấy là rất nhiều công ty chứng khoán bắt đầu đưa ra những chương trình đào tạo, hướng dẫn các nhà đầu tư, thậm chí xây dựng các KOL. Tức là những người có nhiều kinh nghiệm, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, họ sẽ tư vấn về thị trường, họ có thể đào tạo các nhà đầu tư. Dạ. Dẫn đến một cái xu hướng chúng ta thấy là làn sóng xã hội hóa chứng khoán và nhiều nhà đầu tư bắt đầu tìm hiểu hơn. Trước đây thì họ nghĩ rằng đấy là đánh bạc, đó là cái gì đấy, họ nhìn hiểu sai về thị trường chứng khoán. Thì bây giờ thì đó là câu chuyện là phải đầu tư chuyên nghiệp hơn, phải chú ý hơn, tìm hiểu kỹ hơn và họ follow các nhà chuyên gia. Để lúc đó thì khi mà họ theo dõi như thế thì họ sẽ đầu tư tốt hơn và các nhà đầu tư bây giờ chịu khó tìm hiểu hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây, và họ bắt đầu họ hiểu dần hơn là thị trường chứng khoán phải như thế này chứ không phải như ở một góc độ tiêu cực mà chúng ta đừng suy nghĩ. Dạ, vâng ạ. Đúng là không phải là chúng ta cần phải có một cái góc độ tích cực hơn, thế nhưng mà hầu hết nhà đầu tư Việt Nam hiện nay thì họ đều không là quá chuyên nghiệp vào thị trường chứng khoán mà họ vẫn có công việc của mình và họ mong muốn rằng là tích lũy tài sản nhanh thông qua thị trường chứng khoán, và khi mà họ bị thua lỗ thì dẫn tới rất là nhiều cái hệ lụy xấu như là họ buồn chán, thậm chí còn trầm cảm nữa. Vậy thì làm thế nào mà chúng ta có thể song song hai công việc này mà không ảnh hưởng tới công việc chính ạ? Trong cái một bộ môn gọi là tài chính hành vi, chúng ta rất hiểu rõ cái tâm tư duy của một cái người, một nhà đầu tư điển hình, tức là họ cũng có thể cảm giác sợ thua lỗ này, họ hoặc là đôi khi họ quá tự tin vào cái khả năng của chúng ta, của chính họ. Và ngay cả đôi khi họ cũng đánh giá rất cao rằng cái việc là họ có kỹ năng chọn lựa các cổ phiếu và đầu tư tốt. Mặc dù khi thị trường tăng và xu hướng thị trường tích cực thì họ đều có rất nhiều nhà đầu tư có cái cảm giác đó. Vâng, nên họ đã đánh giá quá cao cái khả năng của họ. Vâng. Vậy thì làm thế nào ạ? Về bản chất thì trong hoạt động đầu tư là chúng ta phải đầu tư được khi cả thị trường tăng cũng như thị trường giảm. Do vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải có một cái phương pháp tư duy tích cực đã, tức là tư duy đúng đắn, phương pháp trong. Đấy, và chúng ta am hiểu rằng một cổ phiếu nó phản ánh cái giá trị nội tại của doanh nghiệp. Nó không chỉ phản ánh cái tâm lý nhà đầu tư, tức là tâm lý nhà đầu tư nó làm cho cái diễn biến động thị trường chứng khoán cũng như giá cổ phiếu biến động liên tục trong ngắn hạn và phản ánh rất nhiều thông tin vĩ mô, rồi chính sách tài khoá, rồi Covid các thứ. Tức là tóm lại là chúng ta vẫn phải tìm hiểu rất là kỹ và tự điều chỉnh cả bản thân làm mình sao mà chúng ta nên cố gắng là ước lượng cái mức giá trị của doanh nghiệp, xem có tài sản không, có kết quả kinh doanh tốt không, để chúng ta cố gắng là chúng ta phải đầu tư vào doanh nghiệp điển hình có chất đã, rồi sau đó chúng
chúng ta mới bắt đầu sẽ tính lên là chúng ta nên đầu cơ giãn hạn hay là chúng ta sẽ đầu tư giá trị dài hạn hơn. Dạ. Thì lúc đó nó sẽ giảm thiểu những rủi ro cho chúng ta. Vâng ạ, cảm ơn ông với lời khuyên vừa rồi và hy vọng rằng là chúng ta cũng, quý vị khán giả chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về chúng ta cần phải đầu tư thị trường chứng khoán như thế nào để lãi nhiều hơn là lỗ ạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã đến với chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.